Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần ống xương loe mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn chưa học may hoặc là các bạn mới học may thì các bạn xem cũng tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo. Các bạn nhỏ, các bạn mập thì các bạn cứ áp dụng theo công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng gấp rưỡi lần dài quần của các bạn cộng với 10 phân may. Khổ vải thì phải rộng từ 150 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt hai thân trước quần, các bạn gấp hai lần vải như này. Các bạn trải vải bằng khoảng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ chiều dài mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường vần cho dễ. Mẫu là cạp dài 7 phân thì sẽ bằng dài quần cộng với 4 phân may, là may đường gấu 3 phân, đường trên cạp nối với phần cạp 1 phân. Dài mẫu là 92 cộng với 4 phân may trừ đi 7 phân cạp thì còn kẻ chiều dài 89. Điểm này các bạn lên 3 phân để may gấu. Các bạn kẻ hạ đáy quần tính từ đường kẻ vần xuống thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng 2. Mông mẫu là 84 chia 4 cộng 2 thì chúng ta kẻ hạ đáy 23. Các bạn kẻ ngang mông thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng với 7 phân là có 1 phân đường may, tức là cộng với 6 phân cử động 1 phân đường may. Mông mẫu là 84 chia 4 cộng với 7 thì chúng ta kẻ ngang mông 28. Điểm 28 này các bạn chia ra làm 2 đáy dấu vào giữa. Các bạn gióng từ điểm giữa lên phần cạp đánh dấu lại, gióng xuống phần ống đánh dấu lại. Các bạn kẻ nối các điểm đánh dấu lại với nhau thành đường thẳng tâm điểm. Từ đầu điểm ngang mông các bạn vào 4 phân. Các bạn gióng vào điểm giữa, gióng lên phần trên cạp giảm đi 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ nối hai điểm lại với nhau. Điểm này các bạn chia ra làm 3 đánh dấu 1 phần 3 lại để vẽ đáy quần trước. Các bạn vẽ đáy quần vào giữa điểm này. Các bạn kẻ ngang bụng thì sẽ bằng vòng bụng chia 4 cộng với 2 phân may là cho hai đường may bên đáy quần 1 phân, đường may bên sườn 1 phân và cộng tiếp với 2 phân để may ly. Cái phần ly này nếu như các bạn không thích may ly thì các bạn không cần cộng phần may ly. Bụng mẫu là 68 chia 4 cộng với 2 phân may cộng với 2 phân ly thì chúng ta kẻ ngang bụng 21. Các bạn kẻ nối xuống điểm ngang mông. Từ đường kẻ vấn các bạn xuống 1 phân để hạ đáy quần trước. Các bạn kẻ chéo lên điểm bên sườn. Các bạn kẻ ống mẫu là ống 35 thì các bạn chia đều điểm 35 sang hai bên đường thẳng tâm điểm. Dưới ống thì các bạn không cộng đường may bởi vì cắt quần bao giờ phần ống sau thì cũng cắt rộng hơn để bù cho đường may phần ống trước. Các bạn kẻ nối điểm ống lên điểm ngang mông. Vậy là chúng ta đã vẽ xong hai thân trước, bây giờ thì các bạn sẽ cắt ra. Theo công thức là chúng ta đã có 1 phân may, nếu như các bạn thích may đường may to hơn 1 phân thì các bạn cắt chừa đường vần ra. Còn các bạn cứ theo công thức cộng 1 phân thôi như vậy cho dễ, còn ví dụ các bạn cộng 2 phân thì ví dụ vào cái điểm ngang mông vào 4 phân mà các bạn cộng 2 phân thì các bạn lại phải vào 5 phân. Như vậy nó khó, các bạn cứ theo công thức mà cộng 1 phân và thích đường may to là các bạn lại cắt chừa đường vần ra, như vậy cho dễ. Các bạn kẻ ly thì các bạn kẻ vào cái đường thẳng tâm điểm, kẻ dài ly là 10 phân, ngang ly là 2 phân. Mẫu là may ly chìm kiểu may vót nhọn đó các bạn. Các bạn cũng sao ly sang thân bên kia như là bên này và bây giờ chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Thân sau thì các bạn vẫn gấp hai lần vải như vậy, nếu như vải không đủ thì các bạn sẽ xoay chiều. Các bạn lưu ý nếu như hoa một chiều thì các bạn không xoay chiều được, các bạn phải mua vải nhiều hơn. Các
bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau, các bạn trải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Các bạn trải thẳng thớ vải, các bạn không trải chéo thớ vải thì khi mặc quần ống sẽ bị vặn. Các bạn đánh dấu điểm đầu đáy quần thân trước xuống vải thân sau. Điểm góc đáy quần thân trước các bạn cũng đánh dấu xuống vải thân sau. Từ điểm đánh dấu trên cảm các bạn dâng lên 1 phân rưỡi. Thân trước chúng ta hạ đáy quần 1 phân thì thân sau sẽ dâng lên 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ nối sang điểm bên sườn của thân trước. Từ đường ngang mông các bạn xuống 1 phân rưỡi. Từ mép thân trước các bạn ra 6 phân. Từ đường ngang mông thân trước các bạn xuống 9 phân để hạ đùi. Từ điểm thân trước các bạn ra 4,5 phân. Điểm gối thì các bạn chia đôi đường gấu và đường ngang mông ra. Từ điểm thân trước các bạn ra 4 phân. Gấu từ thân trước các bạn cũng ra 4 phân. Các bạn kẻ nối từ điểm gấu lên điểm gối và kẻ nối lên điểm đùi. Các bạn vẽ bằng tay từ đường ngang mông xuống điểm đùi. Các bạn kẻ thẳng vào điểm góc đáy quần. Từ điểm góc đáy quần các bạn kẻ lên phần đường trên cáp. Đường này các bạn chia ra làm 3 đánh dấu 1 phần 3 lại để vẽ đáy quần sau. Các bạn vẽ vào giữa điểm này. Vẽ đến đây thì các bạn trải lại thân trước ra và chúng ta sẽ cắt xong. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ ly thân sau. Ở điểm bên sườn thì các bạn cắt theo thân trước. Đường trên cạp thì các bạn cắt theo đường phấn dâng lên 1 phân rưỡi. Các bạn lưu ý riêng điểm đáy quần sau khi may thì chúng ta may theo đường phấn. Riêng đường này là may theo đường phấn. Khi cắt thì các bạn sẽ cắt chừa đường phấn ra. Các bạn muốn phần cạp nới ra được thì các bạn cắt chừa bên trên đường to. Cắt dần xuống điểm đáy quần thì các bạn phải cắt nhỏ dần 1 phân để chúng ta sẽ may khớp với cái phần đáy thân trước, bởi vì chúng ta chỉ cộng 1 phân may. Điểm dưới đùi thì các bạn lại cắt theo đường phấn. Các bạn tính điểm vòng bụng thân sau thì chúng ta đã cắt theo thân trước. Như vậy là thân sau đã dư ra 1 phân. Bởi vì thân sau khi may ở điểm đáy quần thì chúng ta đã may theo đường kẻ phấn. Và chúng ta đã cắt chừa đường may rồi. Vì vậy chúng ta cắt theo thân trước là dư ra 1 phân. Vì vậy chúng ta kẻ ly thân sau cũng chỉ kẻ 2 phân. Vì vậy chúng ta sẽ cắt bỏ đi 1 phân. Các bạn sẽ chia đều sang hai bên, tức là mỗi bên cắt bỏ đi 0,5 phân. Bạn kẻ ly thân sau thì các bạn chia đôi điểm này ra, đánh dấu vào giữa. Các bạn kẻ dài ly 10 phân, các bạn kẻ ngang ly 2 phân. Vậy là chúng ta đã cắt xong quần. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt đến túi và cạp quần. Nếu như các bạn không thích cắt túi thì chỉ cần cắt cạp nữa là xong. Đầu vải các bạn vào 3 phân. Các bạn xuống 13 phân. Các bạn kẻ đường chéo và vẽ ra 0,7 phân. Chúng ta vẽ vòng ra như vậy để khi mặc thì cái phần túi sẽ không bị phồng. Các bạn cắt rời ra như này để làm phần cửa túi. Các bạn cắt vải túi có chiều dài từ 48 đến 50 phân, chiều ngang 14 phân. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắt đến cạp quần. Cắt cạp thì các bạn sẽ lấy cái phần mặt cong của thước các bạn vẽ theo. Các bạn không có thước cong thì các bạn vẽ thẳng, sau đó vẽ cong lên là 2 phân. Bản cạp là 7 phân thì các bạn cắt vài cạp là 9 phân. Các bạn cắt 4 mảnh như vậy. Các bạn cắt mếch 7 phân các bạn dán vào và các bạn sẽ may ghép một cái mảnh không dán mếch vào mảnh dán mếch. Các bạn may ghép bên này, còn bên mặt cong thì các bạn sẽ may ghép vào quần.
Cách may ghép chi tiết cả quần thì các bạn vào xem video 370 mình đã hướng dẫn. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay. Và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.